Yogabola Pizza Racer, bứt tốc tạo lối riêng. Xin kính chào khán giả, đây là sân Quảng Đẫy, thủ đô Hà Nội. Trước mắt chúng ta là trận đấu giữa hai đội Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội khởi đầu mùa giải này không tốt, họ đang xếp thứ 11 với 10 điểm. Câu lạc bộ Hà Nội đã có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 5 trận thua. Thành phố Hồ Chí Minh đang xếp thứ 6 với 12 điểm. Đội xuất phát của câu lạc bộ chủ nhà Hà Nội: số 2 Đỗ Duy Mạnh, số 4 Brandon James, số 7 Phạm Xuân Mạnh, số 10 đội trưởng Nguyễn Văn Quyết, số 14 Nguyễn Hải Long, số 16 Nguyễn Thành Trung, số 19 Nguyễn Văn Trường, số 21 Vũ Đình Hai, số 37 thủ môn Quang Văn Chuẩn, số 45 Lê Văn Xuân và số 70 là tiền đạo người Brazil Pereira Junior. Ở trận đấu ngày hôm nay, trọng tài bắt chính là ông Nguyễn Mạnh Hải, các xử lý là Nguyễn Thành Trung và Trần Văn Hải, trọng tài thứ tư ông Lê Đức Cảnh. Đội xuất phát của Thành phố Hồ Chí Minh: số 2 Ngô Tùng Quốc, số 3 Nguyễn Minh Tùng, số 6 Võ Huy Toàn, số 8 Nguyễn Vũ Tín, số 9 Hồ Tuấn Tài, số 10 Trách Ai Ma, số 16 Nguyễn Thành Khôi, số 18 Bùi Ngọc Long, số 43 Brandon Lucas, số 77 Sam Ngọc Đức và số 89 là thủ môn Việt Kiều Slovakia Patrick Lê Giang. Hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Đội khách vừa lấy bóng. Bên phía Thành phố Hồ Chí Minh ở trận đấu ngày hôm nay, họ sử dụng hai ngoại binh trong đội hình chính, cùng với đó là một Việt Kiều, thủ môn Việt Kiều Slovakia Patrick Lê Giang. Cơ hội không vào, rất tiếc cho đội chủ nhà Hà Nội. Một cơ hội rất tốt đã thuộc về Hải Long. Cú đá của Hải Long đã không thắng được thủ môn Patrick Lê Giang. Giai đoạn đầu mùa giải, Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy họ đội bóng có thể chơi phản công sắc bén. Thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu. Đây là pha va chạm ở giữa sân, trọng tài đang check xem liệu Trách Ai Ma với lỗi vừa rồi có đáng phải nhận thẻ đỏ không. Trọng tài rút lại thẻ vàng và rút thẻ đỏ dành cho Trách Ai Ma, cầu thủ người Huyền Nga, người là bàn số 1 của Thành phố Hồ Chí Minh lúc này. Một pha giật cùi trỏ, sau đó dùng đầu thúc đối phương, rõ ràng là một lỗi không thể chấp nhận và thẻ đỏ là xứng đáng. Pereira, Văn Trường dứt điểm. Một pha xoay sở khá tốt của Văn Trường. Chúng ta xem lại pha bóng khéo léo của Văn Trường trong vòng cấm. Văn Trường cố gắng thoát khỏi sự đeo bám của Ngô Tùng Quốc, đội trưởng bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Đánh đầu trên cầu môn. Hà Nội vẫn đang nỗ lực ép sân và đã tạo ra những cơ hội nhưng chưa thể ghi bàn. Sau khi bị mất người với tấm thẻ đỏ của Trách Ai Ma thì đội khách chỉ biết co cụm phòng ngự. Đánh đầu. Cuối cùng điều gì phải đến đã đến. Đội chủ nhà đã mở tỷ số. Pha ghi bàn thứ tư trong mùa giải của Pereira Junior. Như chúng tôi phân tích thì Hà Nội ngày hôm nay có rất nhiều lợi thế, họ đá sân nhà trước một đội Thành phố Hồ Chí Minh gần đây bộc lộ những vấn đề và được đá hơn người rất sớm. Sau đường truyền chính xác, cầu việc còn lại của Pereira Junior rất đơn giản. Cầu thủ kiến tạo không ai khác chính là Văn Quyết. Văn Quyết nhận lại bóng từ Văn Trường và đã truyền vào rất chính xác cho Pereira Junior. Có vẻ như không phạm lỗi. Bàn thắng hợp lệ. Đỉnh hai. Văn Trường. Văn Quyết dứt điểm. Rất tiếc là bóng đi chệch cầu môn. Văn Quyết đã có một bàn thắng ở mùa giải năm nay. Nhịp khống chế bóng hợp lý, đưa bóng sang chân trái. Đỗ Duy Mạnh. Đỉnh hai. Không được. Đỉnh hai mới xuất hiện ở đội 1 Hà Nội nhưng đã có những nỗ lực
và luôn chơi rất tốt, rất nhiều cố gắng ở các trận đấu gần đây. Đánh đầu 2-0 cho đội chủ nhà, pha ghi bàn của Phạm Xuân Mạnh. Có lẽ không phải bàn thắng. Đúng là đã có việt vị. Xuân Mạnh bật rất cao. Cảm giác của chúng tôi là khi bóng rời trên Văn Quyết thì cầu thủ áo tím đã đứng ở phía dưới. Hiệp 1 có đến 9 phút bù giờ. Nguy hiểm. Cú đá từ góc hẹp. Rất may là sau đó Văn Chuẩn đã bắt được bóng. Một pha lên biên của vệ cánh phải Ngô Tùng Quốc. Ngô Tùng Quốc là cầu thủ từng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo. Xuân Mạnh sút bóng. Pha cứu thua của Quang Trinh Lê Giang. Đường chuyền của Lê Văn Xuân. Không được. Hà Nội vẫn đang chơi có thể nói là nửa sân. Đội chủ nhà cố gắng đến ưu thế về quân số thành một tỷ số đậm trong trận đấu ngày hôm nay. Phạm Xuân Mạnh rất tốt. Cú đá mạnh. Đó là phán dứt điểm của Đậu Văn Toàn. Cầu thủ vào xoay người. Phán dứt điểm có nét của Đậu Văn Toàn. Chắc chắn với Hà Nội, trận đấu ngày hôm nay mục tiêu không chỉ là 3 điểm mà còn là một chiến thắng đậm. Thoát đi tốt. Rất đẹp. 2-0 cho đội Hà Nội. Pha xử lý hay. Tiếp theo là một cú đá ấn tượng của Hai Long. Cuối cùng thì Hà Nội đã làm được điều mà ban huấn luyện mong chờ. Bàn thắng thứ hai vào lưới của Thiếu Trinh trong bối cảnh đá hơn người từ đầu trận. Bàn thắng đầu tiên trong mùa giải của tiền vệ Hai Long. Pha thoát đi khá bất ngờ. Tiếp theo là cú đá ấn tượng cũng như hiểm hóc của Hai Long. Cơ hội. Không được. Suýt nữa tỷ số là 3-0 cho đội chủ nhà. Đường chuyền vào khoảng trống để Văn Quyết di chuyển. Chuyển ngược lên. Một pha cứu thua tốt của Patrick Lê Giang. Đức Anh lúc này chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái. Brandon Lucas. Dứt điểm. Bóng từ từ lăn vào cầu môn của Hà Nội. Rất nỗ lực, rất cố gắng để tạo ra những sự xoay chuyển. Và việc đưa trung vệ người Brazil Brandon Lucas lên đá tiền đạo đã mang lại kết quả. Anh đã chớp được cơ hội ở một tình huống hiếm hoi. Sự mạo hiểm của Phú Thanh Vương đã mang lại bàn thắng đầu tiên cho Thiếu Trinh ở trận đấu ngày hôm nay. Bóng đã đập chân cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội, đập chân Duy Mạnh. Sau đó bóng đổi hướng khiến cho thủ môn Văn Chuẩn không thể bắt được bóng. Văn Dũng chuyền lên trên cho Taguio. Rất thuận lợi đối mặt thủ môn. Dứt điểm. 3-1 cho đội Hà Nội. Tuy nhiên chúng ta cần phải xem có việt vị không. Đó là bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 3-1. Pha ghi bàn thứ hai trong mùa giải của Văn Quyết. Một pha lên bóng nhanh, chính xác của cầu thủ Hà Nội. Thêm một lần trọng tài Mạnh Hải sẽ có sự hợp với tổ va. Pha bóng chớp nhoáng. Những tình huống triển khai nhanh. Pha dứt điểm của Văn Quyết. Đầu Văn Toàn.
Chuyền vào. Không được. Và đến lúc này thì trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã nổi tiếng qua bán cuộc. Đội Hà Nội đã có chiến thắng rất quý giá. Họ thắng với tỷ số 3-1 trước Thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội đã có chiến thắng thứ 4 ở mùa giải này. Buổi tường thuật của chúng tôi xin khép lại. Xin chào và gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.